Hello Đức nè, hello Đức. Hello. Mâm thăm cân, nhà room cân, có cái bàn đẹp quá. Em sẽ soạn ra cái gì này mẹ mua nè, có bốn dĩa trứng. Rồi lấy ra mẹ, lấy chất ra coi coi. Rồi, có dầu ăn rồi thôi. Ừ, để dĩa trứng nha. Đức dơ gạo lên cho thấy. Dơ bao gạo lên cho mẹ thấy. Gạo, 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 gạo. Rice, đó. Đó, dễ thương không gai, đó, rồi. Rồi con để đâu con để đi nào để hồi để cũng được nữa để đại đi để đại hồi để Xin mua cái freezer. để nữa nó mua cái cái tủ lạnh nhỏ đó mua con cái đũa cái dao đó đũa dao cái đó là cái bánh bé Hồng đã gửi cho con á cái bánh chắc là tớ còn mấy cái kia bánh linh tinh là của mẹ bà để cho con con ăn vậy ăn đó còn lấy cái chảo ra coi vậy là cái chảo đâu. Hai hai cái dĩa hai dĩa này được không được không hai cái dĩa để nữa kiếm cái bàn để mua cái bàn cái để đồ linh tinh này nè để đồ nấu đồ cho gọn hai cái dĩa cái đồ ăn để đang để đây đó hai cái dĩa đó giỏi quá bây giờ và biết làm cái nó to nó chọn có cái gì nữa đây chọn ra đi chọn ra rồi với cái hai cái tô với nước tương phải không thịt bò đó thịt bò mình mua đồ chỗ shop đó luôn á nè mình mua ba miếng steak á cái son này có nấu gọn phải không cái son 20 đồng á với cái chảo chảo đã ha chảo được ha mẹ mua quên cái xủng cho con cái giá đây cái giá để con chiên rồi á đâu có cái giá phải không đâu có cái giá phải không cái xủng nó để chiên trứng á cái giá mà dài dài để mình chiên trứng mình để lên á cái đó được phải không ok để còn gì nữa không cái nước mắm thấy không với cái gỗ đựng quần áo phải không thấy không đây đủ phải không rồi